Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Người dân miền Nam được hưởng tự do dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, thế là họ đẩy dân miền Nam xuống bờ vực thẳm. Người bị bắt đi tù cải tạo, người bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương. Họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ, cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện của anh lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam bị rơi vào tay của Việt Cộng. Anh lĩnh Việt Nam Cộng Hòa đã vượt biên. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp một trận cuồng phong dữ dội làm cho thuyền bị gãy bánh lái. Thế là thuyền trôi linh đinh trên biển, đói khát chết chóc xảy ra, rồi bị hải tặc Thái Lan tấn công, cướp của, hãm hiếp và giết hại. Chứng kiến cảnh mang rợ của bọn hải tặc Thái Lan gây ra đối với đồng bào trên thuyền, anh lĩnh Việt Nam Cộng Hòa tay không xông lên cướp thanh mã tàu của hải tặc và hạ gục hai tên. Nhưng anh cũng bị tên khác đâm trúng tim nên đã ngã xuống và hy sinh để đồng bào mình được sống. Câu chuyện có tiêu đề Cái chết của người lĩnh, tác giả Nguyễn Thanh Hoài. Mời quý thính giả lắng nghe. Nếu phân loại theo giới tính của nhóm người trên chiếc ghe này, có thể nói tôi là một người đàn ông trẻ nhất trong nhóm, hay nói cho đúng hơn nữa, có thể gọi tôi là một thằng chưa hiểu đời. Thực sự mà nói, tôi chẳng hiểu sự thay đổi của chế độ như thế nào mà rất nhiều người bỏ nước ra đi. Với cả nhưng tôi chỉ biết là tôi rất buồn khi bố mẹ gửi gắm tôi cho một người quen làm chuyện phiêu lưu này. Tôi phải bỏ quê hương tuổi thơ, những chiều đã banh tắm sông nghịch ngợm chọc phá, và hãy trộm xoài nhà ông cả đầu hàng bên làng bên. Tôi chỉ có một cảm giác thích thú duy nhất là khi xuống tàu. Tàu lượn sóng nhịp nhàng khi lên khi xuống mà tôi gọi là cưỡi ngựa trên biển. Nhưng cái cảm giác thích thú này chẳng duy trì cho tôi lâu được. Hơn cả tuần vật lộn với sóng biển giữa phong ba bão táp hỏi tới mực xanh mực vàng, và cái chết chỉ cần kề trong gang tấc. Tôi đã nghĩ là bố mẹ tôi đã đem sinh mạng tôi đùa giỡn với tử thần chỉ mấy ngày thứ hai trên biển. Chú Thiến Bảy, người mà bố mẹ tôi gửi gắm tôi, đã nằm la liệt trên tàu, chẳng ai còn ngỏ ngàng chăm sóc đến tôi nữa. Tôi có cảm giác lạc lõng giữa một nhóm người xa lạ. Chiếc tàu thì quá chật chội, tôi lâu nay đã quen chạy nhảy nghịch ngợm, giờ bỏ gỗ trên chiếc tàu con chật hẹp tưởng chừng như con chim bị nhốt trong lòng. Tôi chỉ có một may mắn duy nhất là tiêu chuẩn thực phẩm phân phát cho tôi đầy đủ hơn mọi người khác, bởi tôi còn quá nhỏ so với những người trên tàu. Ngày đầu tiên trên biển, cái kích thủ cởi tàu trên sông nước đã đè ép cái mệt nhọc phiền muộn của tôi. Tôi reo mừng nhảy cờn lên theo cái dịp dàng lướt sóng lên xuống của con tàu,
tôi đã tạm quên đám bạn bè cùng trang lứa. Những ngày thả diều đã bắn bắt dễ ở quê nhà, cứ nghĩ như một cuộc du ngoạn xa. Tôi vẫn chưa ý thức được rằng sự ra đi này như đi tìm sự sống trong cái chết. Và cái là lầm thú vị trong tôi đã dừng mất hẳn trong hành trình của những ngày cuối cùng. Tôi bắt đầu thẩm nổi cô đơn và sự nhớ nhung giữa gia đình, tựa như con chim non vừa rời xa tổ ấm. Những đứa em của tôi cu vù bẻ tỉ giờ này chắc đã ngủ yên bên mẹ. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi và mất đi vẻ linh hoạt vốn sẵn trong tôi. Tôi chẳng còn thấy thiệt tha hay thú vị trong hành trình bắt buộc này. Khi cơn bão ập xuống trong ngày thứ ba trên biển, mưa tầm tã như trút nước, sấm sét giông gió và cả một khoảng trời biển mù mịt mây xám, tàu phải bỏ neo giữa biển như một chấp nhận, một chịu đựng không lối thoát. Tôi tưởng chừng như cái chết đang cận kề bên mình. Bão táp làm bầm dập tôi đến tả tơi, ruột gan như lồn phèo và ỏi mửa tới cả mực xanh. Tôi ngất đi trong sự khiếp hại kinh hồn này. Chẳng biết bao lâu thời gian đã qua, tôi tỉnh dậy. Nặng chiều chịu trải rộng trên tàu, tôi nhìn quanh mọi người trên tàu cũng tả tơi rách nát như tôi, tựa như tất cả từ cõi chết trở về. Tôi đưa mắt nhìn chủ thiện bảy, hai người còn nằm thiêm thiệp mê mệt. Tôi gượng đứng dậy nhưng sức lực dường như tiêu tản đâu hết. Tay chân run rẩy và tôi lại ngã nhào xuống. Tôi ngã vào vòng tay của một người đàn ông. Anh ta chụp lại tôi và dìu tôi ngồi lại xuống sàn. Ánh mắt và nụ cười đầy vẻ thân thiện. Tôi nhìn lại anh. Anh ta chỉ lớn hơn tôi độ mười mấy tuổi. Làn da rạm nặng, khuôn mặt dày dạn nét phong trần. Tôi như có cảm giác an ủi và đỡ lạc lòng. Tôi đã có người để làm bạn chuyện trò. Rồi từ hôm ấy tôi thường xuyên lân la bên cạnh anh ở trên tàu. Tàu của chúng tôi đã linh đinh trên biển sang ngày thứ bảy. Trận bão đi qua đã làm thiệt hại nặng nề con tàu, máy hư bệnh lại gãy, tàu hết phương cứu chữa, chỉ còn theo sức gió trôi dạt. Thức ăn đã dần dần vơi và nước uống thì gần cạn. Mỗi người trên tàu bây giờ phải ăn chảo thật lòng thay cơm và chỉ uống được một ngụm nhỏ nước mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có lúc cái đói và cơn khát hành hạ tôi như lúc này. Tôi đang sức lớn và tiêu chuẩn ăn chỉ vừa nhạt đủ khẽ răng và nước uống thì vừa đủ thẳm dầm. Đêm ngủ lại trăn trở theo tiếng reo của bao tử. Tôi tưởng chừng như điên lên được. May mà có người anh tôi mới quen trên tàu, mà trong thân mật tôi quen gọi là anh cả. Anh tìm cách xin thêm phần ăn và nước uống cho tôi. Lắm khi thấy tôi quá đói, anh còn nhường luôn phần ăn của anh cho tôi nữa. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy thèm thùng trong lòng. Bởi những lần như vậy tôi chưa bao giờ biết từ chối. Tuổi tôi còn quá nhỏ, tôi chưa cảm nhận được cái hy sinh của người khác dành cho mình. Qua đi sậm gió bắt đầu cơn nặng chảy cả da. Mọi người chúng tôi được lên hết trên khoang để hưởng chút gió mát của biển. Tôi vẫn lân la theo bên cạnh anh. Anh thường đặt đầu tôi lên nằm trên đùi anh. Và anh kể chuyện đời lĩnh, những lần đụng trần về chiến trường, những sự chia sẻ hy sinh của đồng đội. Tôi thấy mắt anh rực lửa và đánh lại. Rồi lần bỏ trận chiến, chạy về phố thị Pleiku tìm người thân trong lửa đạn. Vợ con anh đã bị thất lạc phương nào, anh đã rong ruổi hàng bao năm để tìm tin tức, nhưng vẫn hoài công. Nhìn gương mặt anh, nét chua xót ngậm ngùi trong tròng mắt, cho tôi cảm nhận được sự đau đớn trong lòng anh. Cũng nhờ những câu chuyện ấy của anh đã đánh lừa ảo giác cho tôi và bởi cơn đói khát đang hành hạ. Ngày thứ 10 trôi qua,
Mọi người trên tàu gần như kiệt sức. Con tàu vực bằng bình trên nước chạy theo sức gió đẩy đưa. Chẳng còn biết số mạng mình đang đi về đâu. Chỉ còn chờ đợi một may mắn nào đó sẽ đến. Tôi thầm phục ý chí của anh cả. Anh vẫn tìm cách an ủi giúp đỡ mọi người. Rồi sang ngày thứ 12, còn người trên ghe đã kiệt sức, không chịu đựng nổi đã chết. Cuối cùng một đời người không được trở về với lòng đất, mà phải đành gửi thay xuống biển cả. Bây giờ thì tôi đã thực sự kinh hoàng, sự sợ hãi đã đi theo cả trong giấc ngủ. Tôi không ngớt mê sảng, cứ mơ thấy bố mẹ và các em tôi. Họ đang vẫy tay gọi tôi. Tôi lững lờ bay theo mà chẳng thể nào bắt kịp. Anh cả vẫn bên cạnh tôi, mượn cho tôi từng thìa chảo, từng muỗng nước. Tôi đã đến giai đoạn không còn có cảm nhận sự đói khát nữa, mà chỉ còn mong cho sự chết đến sớm, như là một giải thoát còn hơn cứ mãi như thế này. Chưa hết tai ương này lại đến tai ương khác, nhưng có lẽ cái ương cuối cùng này đã kết thúc sự không may mắn của chúng tôi. Giữa lúc mọi người hoàn toàn tuyệt vọng, thì có tiếng ghe máy tiến lại gần, như được uống thuốc hồi sinh. Mọi người cùng bật dậy, kể cả tôi. Đến lúc đủ tỉnh táo để nhìn mọi vật chung quanh, thì tôi đã suýt rú lên vì sợ hãi. Anh cả đã ôm choàng tôi lại và vỗ nhẹ vào vai trấn an tôi. Tôi nhìn thấy khoảng chừng 5 tên cầm dạo mát mạ tẩu đang đứng chung quanh trên tàu, những khuôn mặt dữ dằn đến ghê rợn. Bọn chúng đang hò hẹt và ra dấu cho mọi người thảo nữ trang, tiền bạc giao nộp cho bọn chúng. Chúng còn lục soát từng hang hốc ngõ kẹt quanh tàu. Lúc này chẳng còn ai đủ sức lực để phản kháng, cho đến khi chẳng còn tìm thấy được gì thêm. Chúng quan sát một lượt quanh tàu, tầm nhìn của chúng chiếu vào hai cô gái chỉ hơn tôi độ mấy tuổi, đang sợ hãi nép vào lòng mẹ. Chúng tiến đến và nâng mặt hai cô gái lên, đầu tóc rủ rượi, khuôn mặt còn đầm nét kinh hoàng. Nhìn hai cô gái đang sụp lại như tể sao, chúng cười lên ha hạ. Cuối cùng chúng lôi hai cô gái đứng dậy như chuẩn bị đưa xuống tàu của chúng. Hai người mẹ sợ hãi nhưng vì tình thương con đã nhào tới ghì tay chúng. Có lẽ sợ mất thời gian, tên đứng bên cạnh vung nhạc mà tẩu lên. Mọi người kinh hoàng đồng kêu rủ lên. Nhạc mà tẩu ngọt sớt hớt một mảnh trên đầu người đàn bà, mẫu bắn lên cỏ vòi. Người đàn bà chẳng kịp kêu lên một tiếng nào. Tôi run cầm cập trong vòng tay anh cả. Hình như tôi cảm thấy anh cùng đồ rung như tôi. Tôi ngước nhìn anh, khuôn mặt anh đanh lại và rực lửa. Tôi thấy lại lần thứ hai như lần anh kể lúc chạm trán trước quân thù Việt Cộng, nhưng lần này trước đám cướp biển. Nhìn gương mặt anh như vậy, tôi có linh không may lần khiếp sợ thực sự. Đúng như tôi dự đoán, khi nhìn người đàn bà dạy dùa trước lúc xuôi tay, anh đẩy tôi ra khỏi lòng và bực dậy như chiếc lò xo. Anh lao đến bọn chúng và thuần tay giật được chiếc mã tẩu trên tay đứa gần nhất. Anh vung đao chạy loạn xạ vào bọn chúng. Tôi cũng không tưởng tượng được đột nhiên anh lại khỏe mạnh đến như vậy. Hai tên đứng bên cạnh anh không dự trù được trực phản ứng đột ngột của anh, đã trúng hai nhát vào đầu, ngã nhào xuống biển. Ba tên còn lại buông hai cô gái và sửng sốt lùi lại, thủ thể đứng nhìn anh. Lúc này anh cũng đã dừng tay lại và cầm thanh mã tẩu xuống sàn tàu vịn tay thở dốc. Tôi biết rằng sức lực anh đã kiệt. Những ngày chịu đói khát trên biển đã bào mòn sức lực anh. Cái cấm dừng trước bạo lực chỉ là một chút kích thích ngăn hàng tăng sức mạnh cho anh. Trong những nhát đao đầu tiên mà anh đã trút hết lên hai tên cướp biển, bây giờ sức lực anh đã tiêu tán hết.
Có lẽ ba tên cướp biển đã nhìn thấy rõ điều đó, nhưng chúng cũng còn dè dặt và từ từ thủ thể tiến lại. Anh cũng run run rút thanh mã tấu lên cầm lại trên tay. Tên cướp đi đầu dừng lại một tích tắc rồi vung dao nhắm vào anh chạy tới. Anh ngã người ra sau nẻ. Vừa vặn lúc đó có âm thanh của ghe máy nổ cách không xa lắm đang sẽ được lao tới. Bọn cướp nhìn thấy và biết không còn đủ thời gian để trả đũa, nhưng trước khi nhảy xuống tàu bỏ chạy, chúng còn cố ném vụt chiếc thanh mã tấu vào người anh. Có một chiếc cắm phập vào ngay giữa ngực, máu tuôn sôi xả và anh đã ngã quỳ xuống sàn tàu. Chiếc tàu tuần dương của cảnh sát Thái Lan đã cứu chúng tôi nhưng không cứu được anh. Vết thương gần ngay giữa tim ra quá nhiều máu. Tôi nắm chặt tay anh và nhìn anh thoi thóp thở. Lần đầu tiên trong đời, có lẽ đây là lần tôi biết cảm nhận cái đau đớn và biết khóc thực sự. Tôi muốn nói với anh thật nhiều điều, những suy nghĩ của tôi dành cho anh, nhưng tôi chỉ biết uất nghẹn. Anh đã tắt thở trước khi đi vào đến đất liền. Cái cuối cùng tôi còn được nhìn thấy ở anh là cái chiếc tay nhẹ và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh trước khi nhắm mắt. Ngôi mộ anh được chôn trên đồi phía sau hàng rào của trại dành cho những người tị nạn. Nơi đây cũng có những ngôi mộ nằm san sát với nhau. Những xác người vượt biên trên biển trôi dạt vào đất liền. Tôi đã được nhận đi định cư ở Hoa Kỳ. Những ngày nằm đợi lên đường, nhớ anh tôi thường thích thơ thần ra thăm mộ. Tôi thích hái những hoa tiện dài trên đồi đặt lên mộ anh như một ngậm ngùi thương tưởng. Đã gần 20 năm qua, tôi bây giờ đã thực sự trưởng thành. Chuyện vượt biên của ngày xưa chừng như nhạt nhòa, duy chỉ còn hình ảnh của anh đồng mại trong ký ức. Tôi có thể trả lời cho tôi được một điều đã ấp ủ mãi trong lòng: cái giá của sự tự do mà mọi người phải đem sinh mạng thi gan cùng biển. Và với riêng cá nhân anh cả, anh không nằm xuống trên chiến trường, nhưng anh đã chọn cái hy sinh đụng nghiệp cho đồng đội là những người vượt biển trên tàu, kể cả hai cô gái bé bỏng trước mỏng vuốt hung dữ của hải tặc. Tôi chỉ có một ân hận duy nhất là chưa được biết tên anh. Hình ảnh anh trong tôi là một anh hùng vô danh không tên tuổi. Cuối cùng tôi đã nghiệm ra ở anh một điều mà cho đến cuối đời chưa chắc tôi đã làm được. Đời sống thì ngắn ngủi, duy những điều có ý nghĩa để lại cho đời mới thực sự bất tận, phải không anh? Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện của anh lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam bị rơi vào tay của Việt Cộng. Anh lính Việt Nam Cộng Hòa đã vượt biên. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp một trận cuồng phong dữ dội làm cho thuyền bị gãy bánh lại. Thế là thuyền trôi lênh đênh trên biển, đói khát chết chóc đã xảy ra, rồi bị hải tặc Thái Lan tấn công cướp của, hãm hiếp và giết hại. Chứng kiến tội ác man rợ của bọn hải tặc Thái gây ra đối với đồng bào trên thuyền, anh lệnh Việt Nam Cộng Hòa tay không xông lên cướp thanh mã tấu của hải tặc và hạ gục hai tên. Nhưng anh cũng bị một tên khác đâm trúng tim và đã ngã xuống hy sinh để đồng bào được sống. Sau đó được chiếc tàu tuần duyên của cảnh sát Mã Lai đến cứu kịp thời và đưa tất cả những người sống sót trên thuyền được vào đất liền để vào trại tị nạn và định cư tại Hoa Kỳ. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.
Thank you.